iPhone 6S thời trang cá tính, trong khi iPhone SE lịch lãm và sang trọng. Liệu với giá bán chênh lệch nhau khá là nhiều thì chúng ta nên lựa chọn chiếc iPhone SE Lock hay chiếc iPhone 6S Lock? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình so sánh chi tiết giữa hai sản phẩm này để xem đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Đầu tiên nói về phần thiết kế, không phải tự nhiên mà Apple lại làm mới một cái thiết kế đã có tuổi đời 3 năm của hãng. Chắc hẳn họ đã nghiên cứu và lấy ý kiến của người dùng để đưa ra quyết định trên. Và đây được xem là một nước cờ khá là an toàn của táo quyết, vì iPhone 5S vốn là một chiếc iPhone đã được đánh giá rất cao về khâu thiết kế và được nhiều người yêu chuộng nhất của Apple. Chính vì thế iPhone SE sử dụng lại ngôn ngữ này với thân hình nhỏ gọn nhưng vô cùng thời trang, với thiết kế nhôm nguyên khối cứng cáp mà lưng nổi bật với logo táo quyết, cùng với phím home cứng được bảo vệ bởi vòng tròn kim loại tinh xảo, tất cả đều tô lên một vẻ đẹp vô cùng sang trọng và đẳng cấp của máy. iPhone 6S thì lại khác, nó sử dụng lại ngôn ngữ trên chiếc iPhone 6, khác biệt hơn rất nhiều so với chiếc iPhone 5S. Máy có ngoại hình thời trang, mềm mại nhờ được bo tròn 4 góc cho cảm giác dễ chịu khi cầm nắm. Tuy nhiên thiết kế này lại có một vài điểm người dùng không hài lòng, đó chính là mặt lưng xuất hiện hai dải nhựa anten khá là vô duyên cùng với cụm camera lồi lên. Nhìn chung về tổng thể iPhone 6S vẫn đẹp và rất là sang chảnh. Hai, về phần màn hình và hiệu năng, iPhone 6S nhấn mạnh vào đối tượng người dùng thích sự gọn nhẹ, tiện lợi và dễ dàng cầm nắm khi máy sử dụng cái màn hình chỉ là 4 inch, từ đó các bạn có thể thao tác mọi vị trí trên màn hình. Còn iPhone 6S sử dụng màn hình có kích thước là 4.7 inch, từ đó cho không gian hiển thị, xem phim, lướt web, chơi game là đã hơn so với chiếc iPhone SE. Rõ ràng là iPhone SE sẽ phù hợp hơn với những người dùng có ý định nâng cấp từ iPhone 5, iPhone 5S khi họ đã quá quen thuộc với những cái màn hình nhỏ, trong khi iPhone 6S lại phù hợp với những người chuyển từ hệ điều hành khác sang như Android hay là Windows Phone, vốn đã mạnh trong những cái sản phẩm có màn hình lớn. iPhone SE sử dụng con chip Apple A9 cùng với dung RAM là 2GB, tương tự như người đàn anh iPhone 6S. Nên về vấn đề hiệu năng thì chúng ta sẽ không phải đắn đo quá nhiều về hai sản phẩm này. Thứ ba, về camera, cả hai máy đều sử dụng camera chính độ phân giải 10-20 megapixel cùng với khẩu độ là f/2.2. Cả hai đều có tính năng live photo. Cả hai đều có khả năng quay video 4K 30fps, slow motion 240fps. Camera trước của iPhone SE sẽ có độ phân giải là 1.2 megapixel cùng với khẩu độ là f/2.4, thấp hơn khá nhiều so với camera 5 megapixel f/2.2 trên iPhone 6S, nên khả năng chụp ảnh selfie sẽ không thể bằng người đàn anh của mình. Cuối cùng là pin và tính năng. iPhone SE sử dụng viên pin 1624mAh, trong khi iPhone 6S sử dụng viên pin 1715mAh. Tuy nhiên do có sự khác biệt về phần màn hình nên iPhone SE vẫn cho chúng ta cái thời gian sử dụng ngang bằng so với chiếc iPhone 6S. Cả iPhone SE và iPhone 6S đều sử dụng cảm biến vân tay. Tuy nhiên iPhone SE lại sử dụng Touch ID thế hệ cũ trên chiếc iPhone 5S, nên về độ nhạy nó sẽ không thể bằng chiếc iPhone 6S vốn sử dụng Touch ID thế hệ thứ hai. Bên đó, một điểm khác biệt nữa là iPhone SE sẽ không được tích hợp công nghệ cảm ứng lực 3D Touch. Tuy nhiên cá nhân mình thấy rằng iPhone SE sử dụng màn hình nhỏ nên chúng ta hoàn toàn có thể thao tác tất cả vị trí trên màn hình. Chính vì vậy việc chênh lệch nhau tính năng này sẽ không khiến cho iPhone SE trở nên quá thua thiệt so với chiếc iPhone 6S. Tổng kết lại, rõ ràng với sự chênh lệch giá tiền khá là nhiều thì iPhone SE vẫn chiếm được một ưu thế nhất định. Vì thế đối với những ai yêu thích thiết kế của iPhone 5S hay thích sự nhỏ gọn, tiện lợi, dễ dàng cầm nắm mà vẫn muốn trải nghiệm sức mạnh của những chiếc iPhone 6S thì iPhone SE là một sự lựa chọn quá hoàn hảo mà không nhất thiết phải nâng cấp lên chiếc iPhone 6S. Các bạn thấy sao về điều này và các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận và truy cập website macmobile.vn để tham khảo giá bán cùng với các khuyến mại đi kèm của cả sản phẩm. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.